Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu sư phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một thông tin hết sức quan trọng đến từ sàn Coinbase, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới. Như vậy là sản phẩm Coinbase NFT à, sắp được ra mắt rồi và chúng ta có thể join vào whitelist để được trở thành một trong những người đầu tiên à, được tham gia vào cái sản phẩm Coinbase NFT nhé và biết đâu đấy thì chúng ta sẽ nhận được các cái chương trình Airdrop rất là khủng đến từ sàn giao dịch top thế giới và các bạn có cơ hội nhận được những cái thẻ NFT hoàn toàn miễn phí đến từ Coinbase NFT nhé. Ok, à, để có thể tham gia thì rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần join à, vào cái whitelist của Coinbase để có thể nằm trong danh sách hàng chờ à, là những người đầu tiên được truy cập vào sản phẩm của Coinbase NFT. Để có thể tham gia thì các bạn sẽ điền vào cái phần email này này Các bạn nhấn vào à, Z, đồng ý với các điều khoản của nó này Các bạn nhấn join vào whitelist này Đấy, ok, ở đây thì các bạn sẽ thấy này Do uh, rank, tức là thứ hạng của bạn à, Mình đang ở vị trí thứ 300.000, rất là cao Thì các bạn copy cái đường link này giới thiệu được càng nhiều bạn bè cũng như là càng nhiều người giới thiệu mà bạn giới thiệu được ấy thì cái thứ hạng của bạn sẽ càng cao và cái uh, thời gian mà các bạn được tham gia vào Coinbay NFT càng sớm và có khả năng là các bạn sẽ nhận được những cái thẻ NFT rất là giá trị đến từ cái dự án Coinbay NFT của nó nhá. Đấy, thì đơn giản như thế thôi. Thì những bạn nào mà uh, muốn tham gia thì các bạn uh, truy cập vào cái đường link và nhấn vào wallet nhá. Ok, ở đây thì để mình xem có cái mail xác nhận hay không. Đấy thì nó sẽ có cái mail xác nhận các bạn này. Các bạn click vào. Đấy. Đây chính là cái đường link của các bạn nhé. Cái đường link này này. Đường link giới thiệu. Các bạn giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể tăng được cái thứ hạng của các bạn lên và tăng được cái cơ hội được nhận uh, Aerobe. NFT đến từ sàn Coinbase nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Chúc cho các bạn kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.